Đấy, đang chạy đấy. Đây, cho vào cái xô. Ấn ấn đầu nó xuống. Ấn đầu nó xuống. Không ấn được à? Đấy. Bây giờ cho vào cái xô này. Em hất một cái vào, hất cho nó vào. Hất cho nó vào xô ấy. Đấy, vào xô, được rồi. Bây giờ xách cái xô vào đây. Đi, xách xô vào đây. Cho vào đây. Đấy. Cẩn thận nha, đấy, đúng rồi. Cứ lựa 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 cho nó chui trong cái bình như được mà. Cái đầu của nó, em phải ấn đầu nó xuống đã. Đúng rồi, ấn đầu nó xuống. Ấn đầu nó đã. Ấn chặt cái đầu nó xuống đã. Ở nhà có hay gặp con này không? Từ từ cái que kia em bẻ ngắn đi một tí. Em bẻ hơi dài. Dí đầu nó xuống. Đó. Rồi bây giờ tút vào cái bình ấy. Nhà đấy. Lùi lùi xuống một tí nữa. Em phải ấn lùi xuống một tí đấy, đúng rồi, ở gần dưới đó. Thế. Để cho đầu nó vào. Nó dãy đấy. Đấy, cho đầu nó vào thì nó mới chịu vào cơ. Đấy, bây giờ ấn cái bình xuống, đúng rồi, được rồi. Thông minh đấy. Rồi em vặn nắp vào cho thầy. Đó. Rồi. Ồ, thế thầy gọi cho em mất bao nhiêu cuộc gọi điện thoại rồi mà sao thầy không thèm nghe? Hả? Ừ. Thầy toàn gặp bố với lại gặp em gái thôi đúng không? Đấy thì có khó khăn gì thì bảo với thầy với các bạn trong lớp chứ. Sao để tự ý muốn muốn nghỉ học, bạn bồng bạn rủ em mà em lại cũng theo à? Đúng không? Có theo không? Bạn vợ bồng bây giờ bạn đi về nhà làm gì? Đó, mình ở dưới này có vui hơn không? Vui hơn ở nhà không? Hả? Vui hơn chứ đúng không? Vừa được ăn, vừa được chơi, vừa được có bạn bè, các bạn đi học thì mình phải đi học chứ. Muốn đi làm sớm à? Thế thì xuống đây rồi, xác định xuống đây rồi là phải học nhá, nhớ chưa? Còn khó khăn gì thì phải bảo với thầy với các bạn trong lớp nhá. Còn tiền nong ấy thì các em cứ để lại đã nhá. Được chưa? Chứ đứa không phải nghĩ ngợi gì đến tiền nong cả, nhớ chưa Sùng? Ừ. Đấy, thế là mấy hôm ở nhà đã suy nghĩ kỹ chưa? Ừ. Suy nghĩ kỹ rồi thì mình phải làm sao là phải chỉnh suy nghĩ chín chắn vào nhá. Chứ đừng có suy nghĩ nông cạn, để bạn rủ nghỉ cũng nghỉ. Được chưa? Thế thầy gọi cho em bao nhiêu lần rồi? Em có biết không? Nhiều lần lắm rồi. Phải đến chục lần rồi em ạ. Có lần còn không liên lạc được cơ, trên em mạng kém à? Hay làm sao? Ừ.